Kính thưa quý vị, trí thức Israel kêu gọi Cộng sản Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh. Đây là tin tức đến từ Tel Aviv. 20 giáo sư và tiến sĩ giáo dục của Israel đã viết thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Do Thái sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho thầy giáo và tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh, người đang thụ án 11 năm tù giam chỉ vì các hoạt động ôn hòa, cổ suý cho dân chủ và nhân quyền. Trong một bức thư chung gửi cho Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Benjamin Gantz, nhóm học giả Israel nói rằng với tư cách là một trong những quốc gia bán vũ khí quân sự và thiết bị giám sát cho Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Bộ Quốc phòng của Israel nên tác động lên các đồng nghiệp Việt Nam để cho ông Tĩnh sớm được tự do. Bức thư ngỏ nói rằng trong nhiều thập niên thì Việt Nam bị cai trị bởi một chế độ độc tài Cộng sản và những công dân dám chỉ trích chế độ bị đàn áp bằng nhiều hình thức, từ đánh đập, bắt giữ, cầm tù cho đến việc bị theo dõi và hạn chế đi lại. Các học giả Israel giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc đề nghị Do Thái hành động để Cộng sản Việt Nam phóng thích cho đồng nghiệp Nguyễn Năng Tĩnh. Đây là nhóm trí thức thứ hai của Israel trong thời gian gần đây lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Kính thưa quý vị, ông Tĩnh là một trong 258 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền.